trong video này thì Chun sẽ hướng dẫn anh chị và các bạn sử dụng cái phần mềm CapCut để chúng ta à, tách lền và ghép lền nhá. À, đầu tiên chúng ta mở cái phần mềm CapCut ra này. Đấy, anh chị sẽ sẽ xóa cái dự án này đi. Chúng ta sẽ gì chọn vào dự án mới này. Ví dụ bây giờ Chun sẽ à, muốn tách lền ấy thì đầu tiên chúng ta hãy tìm một cái lền trước, đúng không ạ? Tìm một cái lền trước. Ví dụ chúng ta sẽ chọn vào cái à, cái dự án mới này. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh. Chọn một cái hình ảnh là một cái ảnh màu trước nhé. Đây, Chun sẽ chọn một cái màu, ảnh màu trước. Ví dụ đây là ảnh này chẳng hạn. Đúng không ạ? Đấy, sau đó chúng ta chọn thêm này. Đúng không ạ? Rồi lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình ảnh của chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn cái khổ cho cái video này. Vì vì hình này nó đang là hình ngang. Chúng ta sẽ phải chọn cái khổ cho cái video này trước. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta chọn khổ trước nhé. Đấy. Đầu tiên là chúng ta nháy ra ngoài này, chúng ta chọn khổ trước. Chọn vào đây. Thì chúng ta sẽ chọn cái định dạng trước nhá. Đầu tiên là anh chị nháy hẳn ra ngoài và sau đó chúng ta sẽ chọn là cái định dạng này, chọn cái định dạng bởi vì cái ảnh này nó đang là hình chữ nhật. Chúng ta phải chọn vào đúng khổ video dọc. Đấy, chúng ta chọn là 9.16 cho chun. Khi đó thì anh chị nhìn thấy là cái hình của chúng ta nó đang gì? nó đang là vuông như thế này đúng không ạ? À nó đang là hình chữ nhật như thế này thì nó được mỗi cái giữa thôi. Do vậy chúng ta sẽ phải chọn vào cái à, chọn vào cái hình ảnh này này. Đấy, sau đó chúng ta sẽ zoom, dùng hai ngón tay chúng ta là zoom to nó ra. Đấy, zoom to làm sao cho nó full đúng không ạ? Cho nó full cái hình của chúng ta. Tức là cái 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 nền background của chúng ta. Rồi lúc này anh chị mới nháy ra bên ngoài đúng không ạ? Chúng ta mới chọn đến cái phần lớp phủ này này. Đấy, lúc này chúng ta mới chọn vào phần thêm lớp phủ rồi chúng ta chọn đến sang phần video. Chúng ta sẽ đưa cái video này của chúng ta vào, đúng không ạ? Video này, này. Đấy. Chúng ta sẽ lấy cái video Một phút này vào nhá. Đúng không ạ? Đây video này. Đấy, chúng ta ép vào thêm này. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta mới chọn sang cái phần chọn vào video này. Đúng không ạ? Chọn vào video này. Chúng ta sẽ chọn là xóa lên nhá, chọn là xóa lên. Lúc này nó sẽ loát cho chúng ta Đấy anh chị thấy nó sẽ tách lên người của chun ra khỏi Và bắt đầu chúng ta cầm chúng ta kéo xuống lên này Chúng ta có thể là zoom Chúng ta có thể zoom cái hình của chúng ta nó to to ra một chút Tùy ý anh chị nhé Đúng không ạ? Chúng ta sẽ ấn vào chọn vào cho nó khớp Được không ạ? Thì lúc này anh chị thấy nó tách lên cho chúng ta rồi Anh chị nhìn này anh chú đây. anh chị thấy không nhưng mà do là chúng ta không có kỳ phong xanh nên là do vậy là anh chị thấy rằng là nó sẽ tách lên nó sẽ không được sạch cho chúng ta đâu mà anh chị thấy nó cứ lem nhem đấy đấy nó nháy nháy nháy, nháy này đấy đúng ạ thì nó không được đẹp nên do vậy nếu anh chị nào mà muốn có kỳ phong xanh để chúng ta có thể quay và chúng ta tách ghép lên nó được, được sạch đấy ví dụ như cái này chẳng hạn anh chị nhìn cái đoạn này nó là, là, là cái ảnh gốc ấy, nó có một cái phi màu xanh ở đằng sau ấy thì cái này tách lên rất là sạch đúng không ạ anh chị nhìn thấy chưa Đấy. Nó không bị nhăn nhặng như này. Đấy, video này tách rất sạch. Thế thì anh chị nào chưa có cái kim phun xanh này thì hoàn toàn có thể inbox cho uh, cho em Chun ở bên Gatiki có cung cấp cho anh chị nhé. Khi khi mà quay video ấy là anh chị sẽ có một cái nền phun xanh ở đằng sau. Chúng ta nhìn thì cái ven mềm, cái viền ấy là nó tách rất là sạch, rất là ok luôn, đúng không ạ? Anh chị nhìn video này, đúng không ạ? Đấy. Đúng không? ạ? Nhưng mà nếu như sang cái cái video này thì chúng ta thấy là nó bị nhặng nhặng bởi vì lên đằng sau của nó là lên tập nham, đúng không ạ? Đấy nó cái nhanh 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 nháy này, anh chị nhìn chưa? Đấy. Đúng ạ? Đấy thế thì khi chúng ta làm được như vậy rồi thì anh chị thấy rằng là video của chúng ta đã tách được lên rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể ghép. Bây giờ anh chị có thể muốn kéo cái lền này có thể kéo đến tận cuối. Chúng ta cầm cầm giữ vào cái thanh này này, cầm giữ chuột nhá. Rồi chúng ta miết miết đến về tận cuối video, miết miết đến hết video đúng không ạ miết đến hết video đúng không ạ Đấy, nhiều anh chị bảo không kéo được nhưng ở đây chun kéo rất là bình thường thì như vậy là từ đầu đến cuối video nó đều có cái nền xanh tức là biến chúng ta đứng ở trong một cái nền xanh đúng không ạ rất là đẹp ví dụ đây cái đoạn này anh chị nhìn cái đoạn này là đang ngồi ở trong nền xanh đúng không ạ đó tức là chúng ta có thể biến chúng ta ngồi ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này được đúng không ạ rất là nhanh gọn mà chỉ cần với một cái phím lệnh là xóa lên thôi đúng không ạ À, và anh chị khi xuất video anh chị nhớ là phải bỏ cái phần kết này đi không có nó có cái chữ gì nó có cái chữ cắp cút đây này, này. À, đúng không ạ à, chúng ta phải chú ý nhá chúng ta ấn chúng ta xóa đi à, sau đó chúng ta hãng xuất gì xuất video nhá đúng không ạ à, đây là cái hướng dẫn tách lên nhá anh chị nhá